Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 5 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm nếu cam khá giới hiệu, các em sau bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sau bài 26 hình khang diện tích hình khang chân 9, 8, 9, 19. Trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Giờ hôm nay mình sẽ học về hình khang. Giờ bạn Mai nói là một ô kính sẽ có dạng hình tam giác tù, nhưng ô kính còn lại có hình gì nhỉ? Mình sẽ quan sát hình. Ở đây ô kính này sẽ có một dạng hình tam giác tù, còn mình thấy là ô kính này sẽ có dạng là hình khang. Như vậy robot nói là ô kính còn lại sẽ có dạng hình khang mai à. Tên gọi hình khang có số phải xuất phát từ cái hình cái khang không nhỉ? Thì mình thấy là cái hình hình khang này cũng giống như cái hình của cái khang đúng không? Giờ mình có hình khang ABCD. Như vậy là hình khang mình thấy là AB sẽ song song với lại DC. Như vậy trong hình khang thì sẽ có hai cạnh đối diện song song với nhau, và hai cạnh đối diện này người ta gọi là hai cạnh đáy. Như vậy là mình có cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Hai cạnh còn lại người ta gọi là cạnh bên, nhưng mà sẽ có hai cạnh bên là AD và BC. Như vậy hình khang sẽ có một cặp cạnh đây, sẽ có một cặp cạnh đối diện song song với nhau nhé. Như vậy hình khang ABCD sẽ có cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Hai cái cạnh này đối diện song song với nhau gọi là cạnh đáy. Nhưng mà sẽ có cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Hai cạnh đáy, hai cạnh còn lại người ta gọi là hai cạnh bên. Nhưng mà sẽ có cạnh bên AD và cạnh bên BC. Như vậy là hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song với nhau nhé. Như vậy một hình gọi là hình khang khi có một cặp cạnh đối diện song song với nhau, và cặp cạnh đối diện đó người ta gọi là song song với nhau đó người ta gọi là hai cạnh đáy, hai cạnh còn lại người ta gọi là hai cạnh bên. Tiếp theo mình sẽ học về đường cao của hình khang. Như vậy là AH vuông góc với DC, từ điểm A các em sẽ vẽ một cùng đường đường vuông góc với DC. Từ điểm A vẽ một đường vuông góc với DC, cắt DC tại H. Thì mình sẽ có AH sẽ vuông góc với DC. Người ta gọi AH chính là đường cao, và độ dày AH chính là chiều cao của hình khang ABCD. Như vậy đường cao của hình khang xuất phát từ một đỉnh và vuông góc với xuất phát từ một điểm và vuông góc đúng không? Với cạnh đối diện, và hai cạnh đó sẽ song song với nhau. Tiếp theo mình sẽ đến phần hoạt động. Câu số 1 trong các hình dưới đây, hình nào là hình khang? Giờ mình sẽ quan sát xem hình nào là hình khang. Như vậy trong các hình đã cho, phải hình mình kiểm tra hình A xem có phải hình khang hay không, thì mình thấy là cạnh này sẽ song song với cạnh này, như vậy đây chính là hình khang. Quan sát hình B thì mình thấy là hai cạnh này không song song với nhau nha, nếu mà kem kéo dài hai cạnh này nó sẽ cắt nhau đúng không? Như vậy là cả hình B không phải là hình khang. Quan sát hình C thì mình thấy cạnh này với cạnh này sẽ song song với nhau, kem kéo dài thì cũng không bao giờ cắt nhau, thì gọi là hai cạnh song song với nhau. Như vậy hình C sẽ là hình khang. Như mình sẽ có là hình A, hình C và kiểm tra hình D thì mình thấy là cạnh này không song song cạnh này, bốn cạnh không có cạnh nào song song với nhau hết đúng không? Còn hình E thì mình thấy cạnh này song song với cạnh này, đây chính là hình khang. Như vậy trong các hình đã cho, hình khang sẽ là nhưng mà sẽ có hình E, hình C và hình E. Hình E chính là hình khang nhé. Đúng rồi. Như vậy trong các hình đã cho thì hình A, hình C, hình E chính là hình khang.
Giờ như là mình xong câu số 1, mình sẽ làm tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế có dạng hình khoen. Em hãy tìm khi một số hình ảnh thực tế có dạng hình khoen. Như vậy là các em có thể lên Google, các em tìm một số về hình ảnh có thể là hình khoen. Như là một số hình ảnh thực tế. Có dạng hình khoen là. Ví dụ mình thấy là một số khung cửa sổ có thể sẽ dạng hình khoen. Khung cửa sổ hình khoen. Và một số khung đèn led trang trí thì mình cũng thấy là có dạng hình khoen luôn. Khung đèn led trang trí. Gắn tường. Sẽ có dạng hình khoen. Và mình thấy là một số kệ sách cũng có dạng hình khoen. Đúng này. Ngoài ra thì mình thấy là một số như là cái khen, một số túi sách cũng có dạng hình khen. Ví dụ túi sách. Túi sách cũng dạng hình khen. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Câu số 2 kèm hiệu bài. Kèm xong hết video kèm hiệu bài. Tiếp theo là câu số 3. Câu A mình sẽ học về hình khoan vuông. Robot nói là chom chóng này có bốn cánh, mỗi cánh chom chóng sẽ có dạng hình khoan vuông. Nhưng mà quan sát đây, hình khoan mà có một cạnh bên vuông góc của hai cạnh đáy thì mình gọi là hình khoan vuông nha. Mình quan sát hình khoan vuông ABCD, mình thấy là cạnh bên AD sẽ vuông góc với là AB và vuông góc với là DC. Như hình khoan này người ta gọi là hình khoan vuông. Như là hình khoan có một cạnh bên vuông góc của hai cạnh đáy gọi là hình khoan vuông nha. Muốn kiểm tra thì các em sẽ kê hai khớp AK vô. Thì mình thấy góc này vuông, góc này vuông. Có nghĩa đây chính là hình khoan vuông. Hoặc là các em hiểu là hình khoan có hai góc vuông gọi là hình khoan vuông cũng được nha. Tiếp theo là câu B sử dụng AK để kiểm tra xem mỗi hình khoan bên có phải là hình khoan vuông hay không. Thì mình kê kiểm tra khớp AK vô kiểm tra thì mình thấy đây không phải là góc vuông. Đúng rồi. Kiểm tra bên đây cũng không phải là góc vuông, như vậy là hình này chính không phải là hình khoan vuông. Đúng không? Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sau. Như mình thấy là hình khoan bên trái không phải là hình khoan vuông. Giờ mình kiểm tra hình khoan, hình khoan bên phải xem có phải là hình khoan vuông hay không. Mình sẽ kê khớp AK vô kem kiểm tra. Đúng này. Thì mình thấy này là vuông góc với nhau này. Cái này cũng vuông góc với nhau, đúng này. Như ở đây chính là hình khoan vuông nha. Như vậy mình kết luận là hình khoan bên phải chính là hình khoan vuông.
Giờ như là mình xong câu số 3, câu số 3 các em hiểu bài, cái xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hệ Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem đầy bài giảng mới nhất của Hệ Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.